tiếp theo. Xin chào cả nhà. Ai đi chó liễu mày? Ai đi chó liễu mày? Tao chửi dữ lắm đó. Tao chửi dữ lắm đó. Thường thấy những đứa chê người khác là những đứa nó mặc như cái gì vậy? Chê người khác là những đứa nó mặc như cái gì vậy? Kem kem kem. Chị Bán em. Ờ, nhiều loại kem lắm. Bán em. Kem mặn, kem trinh, kem tây, kem cứt, kem lồn. Ăn thui kem. Em ơi, ăn cứt heo không em? Mất máu hồi cung. Em nói cho chị ba nghe nè. Đừng có hơn thua với mấy con đĩ làm gì. Mấy con đĩ là mấy con đĩ nghèo khổ. Đừng có hơn thua với mấy con đĩ làm gì. Mấy con đĩ là mấy con đĩ nghèo khổ.